Ban Châu cùng với Quang Nhật kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự hàng ngày của đài CBN trên băng tần 18.14 và sau đây là những tin chính trong ngày. Thi thể của các nạn nhân bị thiệt mạng trong màn bắn hạ phi cơ Iran được hồi hương để về lại Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thủ lĩnh nhóm phiến loạn LNA kết thúc mọi hành động gây hấn ở Libya. Đảng Cộng Hòa không đủ số phiếu để bác bỏ vụ kiện trước khi nghe phía Dân Chủ trình bày. Người dân đóng góp 30.000 Mỹ Kim chung tay giúp đỡ đồng bào đồng tâm. Kính thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị đến với phần tin thế giới mở đầu cùng với Ban Châu. Quý vị, thi thể của các nạn nhân bị thiệt mạng trong màn bắn hạ phi cơ ở Iran được hồi hương về lại Ukraine. Thi thể của 11 người Ukraine kém may mắn vốn từng bị thiệt mạng trong màn bắn hạ phi cơ trên không phận Iran đã vừa được hồi hương về lại quốc ngày Chủ nhật 19 tháng 1 trong khuôn khổ của buổi lễ tiếp nhận thi hài ở phi trường Kiev với sự tham dự của nhiều giới chức cao cấp trong chính quyền. Những bản tin trước đây cho biết tổng cộng có 176 hành khách gồm có thành viên vi hành đoàn trên chiếc phi cơ Boeing 737 vốn trên không trình từ Tehran tới Kiev đã bị thiệt mạng sau khi máy bay bị Iran bắn hạ vào ngày 8 tây tháng 1, ngay vào thời điểm mối căng thẳng đang leo thang với Hoa Kỳ sau cái chết của Tổng tư lệnh quân đội Qasem Soleimani. Ngoại trưởng Ukraine Vadim Prystenko viết trên Twitter rằng buổi lễ bàn giao linh cữu ở phi trường Borispol là dịp để cho mọi người tưởng nhớ tới các nạn nhân. Gia đình những người đã khuất vào cùng ngày cũng được nhìn thấy mang hoa tới đặt xung quanh lễ tưởng niệm. Hiện tại giới chức trách Iran vẫn đang nỗ lực phân tích hộp đen của chiếc phi cơ 737 mang số hiệu 752 của hãng hàng không Ukraine. Tiếp theo là tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thủ lĩnh nhóm phiến loạn LNA kết thúc mọi hành động gây hấn tại Libya. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày Chủ nhật 19 tháng 1 cho biết thủ lĩnh nhóm phiến quân miền đông Libya LNA tức Khalifa Haftar cần phải chấm dứt mọi hành động mang tính gây hấn nhằm mục đích mở đường cho tiến trình chuyển giao chính trị tại quốc gia Bắc Phi giao dầu hỏa này. Phát biểu nêu trên đã được nhà lãnh đạo Ankara đưa ra tại thủ đô Berlin của Đức Quốc trong khuôn khổ của cuộc hội nghị thượng đỉnh về Libya trước sự tham dự của cả hai bên tham chiến cũng như các quốc gia đang hỗ trợ cho họ như Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến tận thời điểm hiện tại thì tình trạng chiến cuộc tại Libya đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, đồng thời khiến cho 140.000 người khác lâm vào cảnh lưu vong. Libya đã rơi vào tình trạng vô chính phủ sau khi các phần tử nổi dậy do Liên minh NATO hậu thuẫn lật đổ cựu lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi. Trong khi đó, các mỏ dầu tại vùng Nam Libya buộc phải ngừng hoạt động sau khi phe nổi dậy LNA phong tỏa các đường ống dẫn dầu. Cơ quan sản xuất dầu hỏa quốc doanh viết tắt là NOC vào ngày thứ Hai 20 tháng 1 đã ra lệnh cắt đứt mọi hoạt động tại hai giếng dầu El Sharara và El Fil ở vùng nam của đất nước sau khi các chiến binh nổi dậy do thủ lĩnh Khalifa Haftar dẫn đầu tới phong tỏa một đường ống dẫn nhiên liệu huyết mạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản lượng dầu hỏa của quốc gia Bắc Phi vừa nêu trên. Thông thường vào mỗi ngày thì mỏ dầu El Sharara thường cho ra đời khoảng 300.000 thùng nhiên liệu, trong khi sản lượng dầu tại mỏ dầu El Fil chỉ chiếm khoảng 1/5 mà thôi. Cả hai khu vực này trước đây đều nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy, sau khi nhóm này đưa quân tới tiếp cận thủ đô Tripoli cách đây gần một năm. Tại cuộc hội nghị thượng đỉnh về Libya ở thủ đô Berlin của Đức Quốc, các quốc gia trên thế giới đã không ngừng gây áp lực yêu cầu ông Haftar ký kết vào hiệp ước hòa bình cũng như tôn trọng lệnh cấm vận chuyển vũ khí vừa mới được thống nhất. Hiện tại thì phe nổi dậy LNA ở Libya đang được Ai Cập, UAE, Nga và Phi Châu hậu thuẫn, trong khi quân chính phủ nhận được sự hỗ trợ từ phía Liên Hiệp Quốc, các quốc gia Tây Phương và Thổ Nhĩ Kỳ.
và tin bão Clara khiến một người thiệt mạng và hơn 150 chuyến bay phải hủy ở tại Tây Ban Nha. Cơn bão kinh hoàng có tên gọi là Clara vào ngày Chủ nhật 19 tháng 1 đã đổ bộ vào các vùng duyên hải phía đông của Tây Ban Nha, mang theo những cơn mưa nặng hạt và gió mạnh, khiến cho ít nhất một người bị thiệt mạng và hơn 150 chuyến bay buộc phải chuyển hướng hoặc hủy bỏ tại thành phố cảng Alicante. Nhà khí tượng quốc gia loan báo tình trạng thời tiết xấu theo dự trù sẽ tiếp tục hoành hành trong khu vực cho đến thứ Tư 22 tháng 1. Và nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất được cho là ở tại thành phố Valencia cùng hai quần đảo Ibiza và Formentera. Trong khi đó thì các thành phố khác trên toàn quốc sẽ phải hứng chịu luồng khí lạnh với sức gió di chuyển với vận tốc 130 km/h, khiến cho sóng biển dâng cao thêm 7 mét. Nhưng đến nay thì lệnh di tản khẩn cấp vẫn chưa được đưa ra. Nhiều xa lộ đã bị phong tỏa cho đến khi tình trạng thời tiết xấu được cải thiện nhằm mục đích giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường. Cách đây chưa đầy một tháng thì Tây Ban Nha từng phải hứng chịu hai cơn bão lớn khiến cho 8 người bị thiệt mạng và nhiều hạ tầng cơ sở hư hại một cách nặng nề. Bạo loạn đường phố ở Lebanon đã bước sang đêm thứ hai. Lực lượng cảnh sát chống bạo động vào ngày Chủ nhật 19 tháng 1 đã được nhìn thấy sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để giải tán đám đông biểu tình chống chính phủ, vốn đang tụ tập tại trung tâm thủ đô Beirut. Trong bối cảnh các màn đụng độ bạo lực ở Lebanon chính thức bước sang đêm thứ hai. Được biết, kể từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, Lebanon đã bị chìm đắm trong tình trạng khủng hoảng chính trị, do người dân không còn tin tưởng vào hàng ngũ lãnh đạo, cũng như cảm thấy bất mãn đối với nền kinh tế đang trên đà suy thoái tại quốc gia Trung Đông này. Màn đụng độ vào hôm Chủ nhật đã nổ ra gần trụ sở quốc hội, khoảng một ngày sau khi có hơn 370 người biểu tình bị cảnh sát đánh đến trọng thương. Các chính trị gia cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra giải pháp cứu vãn nền kinh tế sau màn từ chức của Thủ tướng Saad al-Hariri. Tin các giới chức quân đội tới thăm những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở Yemen. Một vị tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Yemen, tức ông Adel al-Khamiri, vào ngày Chủ nhật 19 tháng 1 đã được tháp tùng tới thăm các binh sĩ đang nằm điều trị tại bệnh viện. Sau vụ tấn công nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự ở miền trung của Yemen, vốn đã khiến cho hàng chục người tử vong. Vụ việc được cho là đã xảy ra vào ngày thứ Bảy tuần trước, gần một đền thờ Hồi giáo tại thành phố Marib, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ trung thành với Tổng thống lưu vong Abd al-Mansur Hadi. Mặc dù vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công đẫm máu này, nhưng giới chức trách nghi ngờ thì thủ phạm có thể là nhóm phiến quân nổi dậy Houthi. Thể theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, tình trạng chiến cuộc ở Yemen tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người, đồng thời đẩy hàng triệu người khác vào cảnh đói khát và lưu vong. Kính thưa quý vị, một bản tin từ châu Á đánh đi cho biết, Nam Hàn ghi nhận trường hợp lây nhiễm virus gây bệnh phổi cấp tính đầu tiên vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giới chức của Nam Hàn vào ngày thứ Hai 20 tháng 1 cho biết rằng, quốc gia này vừa mới ghi nhận trường hợp lây nhiễm virus gây bệnh phổi cấp tính đầu tiên vốn đang hoành hành mạnh mẽ tại Hoa Lục. Thể theo báo cáo mới nhất do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh KCDC đưa ra, truyền thông địa phương cho biết, bệnh nhân đầu tiên ở Nam Hàn được xác nhận là một phụ nữ 35 tuổi gốc Trung Quốc, đồng thời cũng là cư dân của thành phố Vũ Hán, nơi được xem là nguồn gốc của mầm bệnh lạ vừa nêu trên. Ngay sau khi đặt chân tới Nam Hàn, cùng các triệu chứng như sốt cao và ớn lạnh, người phụ nữ này đã được đưa đi điều trị cách ly để tránh dịch bệnh lây lan. Tất cả những người mà bà từng tiếp xúc như hành khách và thành viên phi hành đoàn đều đã được kiểm tra tường tận. Mọi thông tin về chuyến bay cho đến nay vẫn được giữ kín vì lý do riêng tư. Tính đến thời điểm hiện tại, virus gây bệnh viêm phổi đã khiến cho 200 người ngã bệnh, trong đó bao gồm một người ở Nhật Bản và hai người ở Thái Lan. Xin quý vị tiếp tục giữ ban tần 18.14 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại phút sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài với phần tin Hoa Kỳ.